tha độ cho mình thì mình ngộ được, rồi mình học hỏi đời và đạo là tánh không bổn lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Không phải tiền Phật. Nhưng mà mình rèn luyện cái Phật tính của mình nè. Dạ. Rồi. Để dở về cái tự tánh bổn lai. Bổn lai là thanh tịnh, thanh tịnh là an, là an lạc, là từ bi, từ bi là nhẫn nhục đó. Gặp là quý vị, quý vị đón xem Bé Quen họ lâu quá rồi, cảm ơn. Bao lâu rồi mà Bé Quen không có lên YouTube với Bé Quen? Dạ chắc cỡ từng lễ. Bây giờ là tái ngộ lại nha. Lý do sao mà vắng mặt một thời gian không lên YouTube Quen? Tại bữa đi Hà Nội gì không có quay. Cũng lâu á, cũng cả tháng, 2 tháng rồi đó. Mới có từng. Mà những cái người YouTube khác là không có quay. Cũng lâu rồi không quay. Quen, em cho anh hỏi, như hôm nay là em đến Điện Dù Hông của Núi Cấm, thì cái cảm nhận và cái sự tư tưởng của em là nó như thế nào Quen? Tư tưởng trong cái trí tuệ của mình và trí tuệ vạn vật mọi người, các pháp ta bà, ai cũng đều yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ. Tư tưởng là không được tham sân si, không được oán trách, không được phiền não, không được chất chứa những oán thù trong tâm mình. Tư tưởng là từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Bé Quen, huynh hỏi Bé Quen. Bé Quen cũng có cái bề trên về Bé Quen hay gì mà Bé Quen không biết chữ mà Bé Quen nói pháp rất là hay á Bé Quen. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Xin lỗi Bé Quen nha, cái này là Hùng Thiện Nguyện, xin lỗi nha. Cái đó là mình lèn diện chính trong cái tâm của mình. Khi mình tu niệm tinh tấn, gọi là lèn diện chính trong cái nội lực, nội tâm của mình, thì mình học hỏi theo cái truyền thuyết giáo lý của Phật Thích Ca. Và tâm của mình giữ tâm thanh tịnh, thì mình có những cái bài pháp thời mình chia sẻ cho các pháp vạn vật ta bà. Mà huynh thấy mỗi cái lời pháp của muội nó đưa ra, muội nói là thấy trong tâm của muội là phát ra cái hơi là nó rất là mạnh đó mùi. Tư tưởng đó là vì mình thấy cuộc đời vốn dĩ là không, vốn dĩ là khổ, vốn dĩ là bể khổ. Tư tưởng mình muốn được giải thoát giải khổ, muốn được giác ngộ tự tha. Mình tự độ cho mình tha độ cho mình thì mình ngộ được. Rồi mình học hỏi đời và đạo là tánh không bổn lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi nãy huynh nghe muội nói là khi con người mình giác ngộ thì tâm hướng về cõi Phật, thì ý huynh hỏi như và cho bà con trên cộng đồng mạng hiểu là giả sử như sau này mà Quen mà có tu khi đạt chánh quả thì Quen sẽ trở lại cứu giúp chúng sinh, hay là ý nghĩa của Quen như thế nào? Mình tu đừng cầu mong đạt chánh quả hay đắc quả bồ đề, nhưng mình hãy vì chúng sanh vạn vật khởi lòng từ bi, trí tuệ huệ nhãn, thì chúng sanh hưởng được từ trường an lạc đó, mà chúng sanh thọ hưởng mà tu tập theo mình. Thì theo mũi nói như vậy thì ý nghĩa là mình tu thì không để cho người ta biết là khi mà mình tu mình không muốn, hay là mình không cần để cho người ta hiểu mình có đạt chánh quả hay không, là ý huynh hỏi như là mình tu mình không để, không cần cho người ta biết, hay là mình chỉ để cho cõi Tây Phương mà tâm mình biết thôi. Mình tu tâm mình tịnh thì càng không vũ trụ các pháp ta bà đều hưởng được. Không cần mọi người phải tôn kính mình, sùng bái mình. Cái đó là bị chấp, bị ngã, bị vướng. Bị vướng tất nhiên là mình bị kẹt ở trong phiền não vọng động, kẹt bởi kẹt bởi phiền não vọng động, tham sân si, đưa ra ngạo mạn, đố kỵ, ganh tị, ganh ghét. Trong tâm luôn chứa đầy thù oán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
thì theo muội nói thì cho huynh hỏi nó một câu nữa nha. Dạ. Thì theo muội là trong đạo giáo Phật giáo mình á, là những cái điều gì cấm và những cái điều gì nên làm, mong muội giải thích giùm cho huynh hiểu và tất cả mọi người bà con trên cộng đồng mạng hiểu. Giới cấm không thể mà giữ hết cái y của giáo lý của Phật đưa hết, nhưng mà mình hành chính trong cái tâm mình luôn khởi niệm yêu thương và lòng từ bi nhẫn nhục là được. Tóc thương để ngồi xuống. Bao nhiêu giới lực của Phật Thích Ca đưa ra làm sao mình giữ toàn diện, vì mình cũng là chúng sanh còn nghèo quật, rồi tiền bạc của cải ăn uống ngủ nghỉ, làm sao mình hành được những cái giáo lý của Phật đưa ra. Nên mình phải hành cái tâm. Khi mình thấy tâm mình khởi lên tham sân si thì mình lấy lòng từ bi yêu thương chính cái sân si của mình mà khởi lên. Khi đó sân si ngạo mạn của mình tan biến đi, vì mình có lòng từ bi đạo hạnh trí tuệ huệ nhãn. Lòng từ bi sẽ thúc đẩy đưa đến con đường cho chúng ta đều giác ngộ thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng được cái duyên mới lại coi như là đến đây tại cái điện Bồ Hông này để mà gieo duyên với cô bác huynh đệ. Và Tư Hoàng cũng mạn phép, cô em vừa nói xong rồi thì Tư Hoàng cũng xin góp ý cái vấn đề Phật pháp của chánh pháp của thầy. Thì Đức Thầy cho biết có nghĩa là cái thời cùng cuối cái đời hạ quân mạt pháp này thì tất cả các bác huynh đệ mình ráng lo tu rồi ráng niệm Phật để sắp tới đây cái ngày cái cơ trời khai mở cái Long Hoa Hội thì tất cả cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước ráng tu hành để cái chu kỳ thiếu này thiếu nước thì yếu gì? Để cái chu kỳ cho kịp cái ngày Long Hoa Hội. Vậy mà hôm nay Thư Hoàng muốn xin chia sẻ với cô bác có nghĩa là đời cùng tu gấp nó kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Dạ dạ dạ. Đời cùng có nghĩa là cái đời hạ nguyên mạt pháp này nó cái cơ tận diệt của cơ trời đã định. Dạ. Thầy đã bài khai trong cái cơ pháp của thầy. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng muốn xin chia sẻ với cô bác với huynh đệ trong nước ngoài nước, có nghĩa là nếu đủ cái nhân duyên thì chúng ta gắng để mà hoài đầu hướng thiện trong cái chu kỳ cùng cuối này, để sau này Đức Thầy để tận độ mình. Có nghĩa là Đức Thầy nói Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, mình làm hiền có thể dự được hội Long Hoa. Dạ dạ. Biết rằng mình là ví dụ cái nhân duyên mình, ví dụ giờ chưa có được tu tập mà cái thời kỳ này thì tất cả cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước cũng gắng lo tu, gắng làm hiền, gắng niệm Phật để chúng ta giữ được cái Long Hoa Hội. Chứ cái kỳ Long Hoa Hội mà khai mở mà chúng ta không có mặt thì coi như là cái thời kỳ của cái đời của mình nó cũng nó muôn ngàn cái khổ nó đến với mình đó. Dạ. Vì vậy mà hôm nay được đủ cái duyên, Tư Hoàng muốn xin chia sẻ, có nghĩa là trong cái thất sơn màu nhiệm này, trong cái vùng bảy núi này, có nghĩa là cơ trời đã định là bảy cái núi linh, có nghĩa là bảy cái núi màu nhiệm. Sau này cái đời Thánh Đức Thượng Quân tới sắp tới cái ngày giờ đó, có nghĩa là Đức Thầy mới cho mình biết, báo tin cho mình để mà mình thức tỉnh trong cái chu kỳ tuần cuối này. Dạ. Tư Hoàng muốn xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, gắng cố gắng trong cái thời kỳ này, gắng tu, gắng làm hiền, gắng niệm Phật. Dạ. Để tu mới qua được hay chưa, huynh Hoàng? À, đúng là như vậy. Tại vì Đức Thầy khẳng định rõ ràng, có nghĩa là coi như là chỉ chọn sau này tới ngày giờ chỉ chọn cái người tu thôi. Dạ. Mình không tu thì coi như tới ngày giờ Đức Thầy nói không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Dạ.
Vậy mà hôm nay mình phải tu, dù không có, mình chưa có cái duyên, mình cũng phải thức tỉnh tu hành trong cái thời kỳ cùng cuối này. Dạ. Đò chiều chiến chót rồi, có nghĩa là chiến đò chót rồi, thành thử mà nếu mình không bước xuống đò thì đò đâu nữa mình đi. Dạ. Đó là sự nói về lý đó chị, tức như mình phải ăn năn, phải làm hiền, phải thức tỉnh để tới cái ngày giờ đó mình thầy mới độ mình, mới cứu mình, giữ được cái Long Hoa Hội. Dạ. Mà cái Long Hoa Hội chiếc này mà mình không giữ được, mình không có mặt thì biết chừng nào mình còn một cái kiếp nào nữa để mà mình được làm cái thân người này. Dạ. Vì cái đời cùng Đức Thầy cho biết đó, là cái cơ tận diệt đó, mấy lâu nay nuôi dưỡng chấp chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Dạ. Khắp đê thứ biến di thương hải dùng phép màu lập lại thượng quân. Dạ. Mình thử ra trong cái đời thượng quân tính đức mình sắp tới đây đó, thì coi như mình phải gán, gán cô bác huynh đệ ơi, mình gán làm hiền, mình gán làm hiền mình dự được cái hội Long Hoa. Dạ. Chứ còn nếu không làm hiền, không thức tỉnh, không ăn năn thì không thể nào giữ được cái hội này. Dạ. Vì cái hội này Đức Thầy cho biết là Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, là người hiền mới được giữ, người hung không thể nào giữ được. Vì vậy dạ, hôm nay nếu đủ cái duyên, cô bác huynh đệ trong nước ngoài nữa, có cái duyên với Tư Hoàng xin chia sẻ để góp ý với cô bác, ráng tu, ráng làm hiền, ráng niệm Phật. Chứ bây giờ cái thời kỳ cùng cuối rồi, rồi chị kiến chốt rồi, mình không tu thì cho như không còn gì nữa để nó. Đức Thầy nói rõ ràng, mấy lâu nay nuôi dưỡng chấp chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Mấy lâu nay nuôi dưỡng chấp chiêu là cưng mình dữ lắm, cưng nuôi dưỡng cưng mình, nhưng mà nay tận diệt chưa, chỉ tận là tiêu, chỉ diệt là dứt, không còn đầu thai. Vì chỗ đó Đức Thầy cho biết là linh hồn chìm đắm xuống nơi hà. Chứ này cái người không tu chìm mà phải đắm nên là đất hà, là nước nằm dưới cái lòng đáy biển nó chờ 7 ức niên qua ba cái chu kỳ là thượng trung hạ, có nghĩa là thượng quân thánh đức, thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ là một chu kỳ của thượng quân, và trung quân thượng, trung quân trung, trung quân hạ là một cái chu kỳ của trung quân, và hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ là coi như một cái chu kỳ của hạ quân. Như vậy mà chiếc này mình không tu là mình phải chịu. Đức Thầy đã khẳng định rồi, Thầy đã lãnh sứ mạng trời, đã bài khai để thức tỉnh chúng sanh. Có chỗ Thầy nói chí dốc một lời, ta độ tận dốc xuống đến xa cảnh mộng sầu. Chiếc này dù mình không có duyên với Phật với Thầy, mình cũng gán cho cô bác quân đội ơi, trong cái thời đòi chiều chiến chót, nhất là cái vùng Thất Sơn này. Mà Thầy là khẳng định cái núi Cấm này, sau này lầu đài núi Cấm lộ nay mai, hoặc ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, chứ không phải nói thường. Tại vì hôm nay mình không có thấy được những cái cơ trời đã định, mà Thầy đã lãnh sứ mạng, Thầy đã bài thai cái núi Cấm thì sau này thấy được cái di diệu lắm. Cái Thầy cho biết con khắp thế giới đó. Khắp thế giới có nghĩa là cả một cái thế giới Ta Bà này, mình nhìn về cái núi Cấm là Đức Thầy nói là dân chúng hoàn cầu xem rực rỡ, hoàn cầu đến đó ám cùng thôi. Yeah. Tất cả mà cái thế giới Ta Bà này nhìn về cái núi Cấm lúc đó mới để biết ha, mà cái núi Cấm mà dân chúng hoàn cầu xem rực rỡ. Vì ở cái núi Cấm này sau này tới ngày giờ trên cái phổ lưu của cái núi Cấm có cái hào quang của Đức Phật. Dạ. Mà hào quang thì Đức Thầy cho biết là hào quang siêu Phật rọi mười phương, chứ không phải nói ngồi tự nói thường. Rồi ở trên mà cái hào quang mình chụp xuống ở dưới này, Thầy nói một đền vàng, ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ. Đây là lời cơ trời, Thầy đã khẳng định. Như vậy nó trên chụp xuống cái thằng vàng ở dưới này mới lộ ra, Thầy thành tử ở cái này không tưởng tượng. Ở đây là chưa nói về vấn đề là Đức Thầy nói là lưu ly hậu phách mấy tòa đài cung dành cho trẻ lòng chung tránh trời quân cùng thằng náo nước kêu tươi, liên hoa đua nở nụ cười rước tôi lên đóng chào người chân tu. Như vậy là lời Thầy đã bài thai đã khẳng định. Hay quá quý vị ơi, vỗ đàn bắt tay quý vị ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Thì hôm nay tôi làm đến đây để chia sẻ với cô bác Quân Hoàng. Tiếp đi Quân Hoàng ơi. Dạ, trong cái thời kỳ cùng cuối rồi, cô bác ơi gán ai ăn để no, không ăn là phải chiến này là phải chịu đói, chứ không thắng quá đi. Cái Thầy đã khẳng định rồi mà, nếu mình không có đủ duyên mình nghe thì coi như mình không tu, mình không biết ăn năn, không biết thức tỉnh thì không thể nào mình sống được cái thời kỳ thánh đức này. Yeah. Đức Thầy cho biết là Thầy khai sáng đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 539. Mà Thầy nói lập đầu giáo lý đầu tiên, Thầy nói hạ quân đây đã hết đời, không thể nào mình nó còn được.
mình Đức Phật, Đức Thầy đã cho mình biết rồi, cái đời nó đã cùng cuối rồi, nó không còn mà mình không tu nữa là cái đời cùng rồi, mình đi đâu. Yeah. Vì vậy mà hôm nay quý cô bác quân đời trong nước ngoài nước cũng dáng. Dạ, dạ, Nam Mô Di Đà Phật, Quynh Hoàng ơi. Quynh Hoàng, dạ. Khán giả người ta quá trời đông rồi, người ta yêu cầu là Google về để nói chuyện một hai tiếng về với khán giả ở đây, ta yêu cầu quá rồi. Dạ, dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay coi như là Tư Hoàng cũng xin chia sẻ với cô bác Quynh Hệ, thôi bây giờ để nhường lại cho cô quen nói về. Dạ, dạ, dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khán giả và ta giờ đây là cỡ 500.000 khán giả đang đang chờ quen để mà đó. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Bữa nay mới xuất chiêu nha, hổm ngày là chưa xuất chiêu nha cả nhà. Thôi thôi, Nam Mô Di Đà Phật. Bữa nay hồng quý ngồi xuống đi quý vị. Ôi ôi, đó Nam Mô Di Đà Phật. Cổ vũ tinh thần đi. Cổ vũ quý vị ơi. Ôi, Nam Mô Di Đà Phật. Rất là quý rồi. Cổ vũ gì ơi.